Xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Song Hành nha. Và ngày hôm nay mình có mặt ở đây để giới thiệu đến cả nhà một cái món mì Quảng các bạn ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mì Quảng ngày hôm nay nhá. Đây là đường Song Hành nối dài nha các bạn. Phía cuối đằng kia là Metro quận 2 nhá. Và phía hướng ngược lại là cái cầu Sài Gòn nhá. Xa lộ Hà Nội thì nằm phía bên này luôn. Đây là cái quán mình muốn giới thiệu đến cả nhà ngày hôm nay, quán mì Quảng Mì Sơn. Mì Sơn là một cái địa danh thuộc vùng của Quảng Nam các bạn ạ. Và đặc biệt hơn là Mì Sơn là cái nôi của cái món mì Quảng, cái nơi rất là nổi tiếng về món mì Quảng. Địa chỉ chính xác đây là số 68 đường Song Hành, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Nói chung là mình và cái cảm giác ban đầu và mình thấy là cái quán này bố trí nó một cách nó khá là giản dị và mộc mạc các bạn ạ. Quán người ta bố trí cái phòng màu nó ấm cúng ha, nó nhẹ nhàng và nó rất là gần gũi. Chị thì từ hồi 2010 tới giờ. 2010. Chị nói về cái tên mì Quảng Mì Sơn chút xíu được không chị? À, mì Quảng Mì Sơn thì cái ở quê chị là ở ngoài Quảng Nam thì nó có cái thánh địa Mì Sơn cũng nổi tiếng. Vâng. Thì chị lấy cái thương hiệu mì Quảng Mì Sơn là từ quê mình thôi. Vâng. À, tức là cái khu, còn cái khu đó có liên quan gì đến mì Quảng không chị? Ở đó thì thiên đường mì Quảng. Có nghĩa là ở cứ cách một hai nhà là em cứ sẽ thấy một cái quán mì Quảng ở quê chị. Vâng. Và bây giờ ở ngoài quê nó cũng còn cái mì Quảng mà 5.000, 10.000. 5.000, 10.000 một tô. Ôi các bạn này quá em chắc vẫn không tìm được những cái tô 5.000 ở ngoài quê. Chắc hôm nào phải ra ngoài Quảng Nam để ăn thì khoảng 5-10.000. Ở đây mình bán là bao nhiêu? Nói cái giá này kia chẳng bao nhiêu, nói cái giá trong này bị hố này. Dạ, hơi bị hố một xíu, không thể nào mà so sánh với ngoài quê vâng, được. Trong này mặt bằng nó mắc quá đúng không chị? Chính xác, vì những cái địa điểm chị mở thì toàn là trung tâm. Vâng. Cho nên là cái chi phí mặt bằng ở đây mắc lắm. Vâng. Còn ở ngoài quê là nhà của người ta vâng, tự mở ra. Vâng. Gà họ nuôi. Vâng. Rau họ trồng. Vâng. Cho nên là họ sẽ lấy công làm lời. Nó rẻ hơn ha. Dạ, yeah, cái gì vâng, cũng rẻ hết. Dạ. Mà bây giờ mà kiếm cái tô mì Quảng 5.000 khó. Chắc ăn mì không các bạn, ăn mì không còn 10.000 nữa chứ phải ăn mì Quảng. Ở đây là cái mì Quảng của mình là cái đặc biệt là cái gì vậy chị? Đặc biệt của mình á là mì Quảng thì phải luôn có cái trái ớt xanh. Ớt xanh này á là chị nhập ở ngoài quê vô. Ớt này gọi là ớt gì chị? Ớt xanh. Ớt xanh tên như vậy luôn hả? Dạ ớt xanh. Em tưởng cái này là ở ớt xanh thì ăn mì Quảng phải luôn luôn có cái trái ớt này nhưng mà ở ngoài quê chứ ở đây không có. Ớt này nó cay không chị? Thử đi. Mình thường là nó màu xanh chỉ kêu ớt xanh, hóa là cái này tên ớt xanh, tên ớt xanh cái luôn. Này là đặc sản ở ngoài quê. Dạ, các bạn mình chỉ có thử. Ở trong quê có cái này. Vâng. Còn đây là cái dĩa rau bên chị thì cái bánh tráng này cũng vậy đúng. Này bánh tráng ở ngoài quê thì bánh tráng mỏng vậy nè. Vâng. Còn dĩa rau của chị thì nó sẽ có cái đặc biệt là nó có cái chuối này nè. À, chuối cây, chuối cây này và cái phải là cái bắp chuối xứ. À. Rồi đi cùng với cải mầm, rau húng lủi, rau xà lách. Đó. Rau tươi xanh ha. Dạ. Yeah. Yeah. Bên chị thì signature là lọc gà trứng non. Vâng. Và gà ta rút xương. Vâng. Còn trong tô thập cảnh thì nó có gà xương chả, trứng gà. Vâng. Đấy. Tôm, thịt. Nghe hấp dẫn quá. Bây giờ là mình có mì bán rồi chị. Bên chị thì khoảng tầm 6 giờ rưỡi sáng cho tới 9 giờ rưỡi tối. Last order là 9 giờ rưỡi tối. Tức là bắt bông là 9 giờ rưỡi tối. Ừ. Nãy vừa nói chuyện rất là lâu rồi mà quên giới thiệu đến các bạn. Đây là chị Thư nha các bạn, chủ quán. Hôm nay mình đây là một cái quán rất là tình cờ. Mình ý định trong đầu là từ rất lâu mình đã muốn quay một quán mì Quảng rồi. Và hôm nay đi trên đường này thì mình tình cờ mình phát hiện ra một quán mì Quảng cho nên mình vào mình làm clip luôn. Ngon không mình chưa biết nhưng mà trước mắt là mình thấy là mọi thứ nó sạch sẽ và chị chủ rất là vui vẻ. Vâng. Kêu em. Dạ. Đây, nó có nhiều loại chứ vâng, nó không phải là một loại hay không. Đấy. Đây. Cái này là sườn non. Đó. Đấy. Cái này là mình hầm hay là mình mình nấu, em nấu xong rồi mình lấy nước xương gà. Dạ. Mình làm cái nước lèo. Còn cái này là gà rút xương. Gà rút xương. Chị, gà ta rút xương. Đấy. Mì Quảng là cái hương ít các bạn ạ. Cái này là nồi nước lèo này cho khách nè. Vâng. Cái này là thịt heo. Thịt heo nạc với lại ba rọi, ăn chung với lại tôm hay có món tôm thịt. Vâng. Đấy. Cái này nó hơi bị xa quá. Cái này là cá lóc.
Cá lóc. Cá lóc bên chị là nấu với nghệ. Cá lóc kho nghệ. Đó. Ở đây em thấy cái nồi nào của chị cũng có cái màu hạt điều phía trên chị nhỉ? À đúng rồi. Dạ. Màu hạt điều bên chị nấu hạt điều rồi bé. Vâng. Cùng. Còn một cái nồi gà cái nồi. Sườn. Cái này là lòng gà trứng non. Để còn một nồi nữa. Là lòng gà trứng non. Đó. Ôi bữa giờ mình ăn mì quặng các bạn, mình cứ nghĩ là cái món lòng gà trứng non là người ta luộc lên thôi, ai ngờ là cũng có dạng kho các bạn ạ. Nấu lên. Đấy. Đây, đó. Chị ha, đặt trong 2 4 6 cái nồi rất là dễ thương. Cái này là bánh đa. Bánh tráng, bánh đa. Cái này là mình nhập ngoài kia vào luôn hả chị? Đúng rồi em. Đồ của chị gia vị hầu như là ở ngoài quê hết. Vâng. Cái bánh đa này có gì đặc biệt hả chị? Bánh đa này thì làm từ bột gạo. Vâng. Ừ. Chắc chắn rồi. Không, bây giờ nó sẽ có cái bột mì rồi nó sẽ có nhiều cái bột năng nó pha vào. Nhưng mà cái gạo này á là phải gạo ở ngoài quê. Vâng. Thì nó mới tráng được như vậy, nó mỏng được như vậy. Vâng. Đấy các bạn ạ. Bánh đa cũng phải là bánh đa của ngoài đúng Quảng Ngãi, Quảng Nam nó mới được các bạn ạ. Đây là cái củ nén, để trong này nó hơi bị ấy xíu. Vâng. Đó, cái củ nén ở ngoài quê. Vâng, cái này là dùng để nấu á. Phải nấu bằng cái củ nén. Rồi nó mới đúng là gọi là mì quặng ha. Đúng rồi. Rồi đậu phộng chị cũng nhập ở từ quê vô luôn. Vâng. Thì cái đậu phộng ở ngoài quê nó nhỏ, nó thơm hơn. Vâng. Cái đậu phộng ở đây. Thì xong rồi ở ngoài quê á, thì mình sẽ ép cái dầu phộng này là mình lấy cái dầu. Vâng. Nóng thì nó mới ra cái vị mì quặng. Đấy các bạn ơi. Đây là chị nhập củ nén, chị nấu ở đây chị dùng củ nén. Đây là củ nén nha các bạn. Củ nén này nó giống củ hành. Nhưng mà nó là củ nén. Ở ngoài nó gọi là hành tâm, có thể hành người ta tâm, có gọi, gọi là hành tâm á, củ này chuyên ăn để giải cảm á, rất là hay. Nó có cái mùi thơm thơm hơi cay cay nhẹ chị nhỉ. Đúng rồi. Vì mình cũng bỏ ớt trong này. Dạ. Đó. Em ớt, hạt điều rồi nén tiêu nữa. Vâng. Cái thơm mùi nén là một cái mùi thơm nó rất là khác biệt các bạn ạ. Đúng rồi. Vì có nén nó mới ra được cái vị mì quảng ở đây. Vâng. Ở đây mình dùng mì quảng là mì màu trắng hả chị? Màu trắng em. Vâng. Bây giờ cái ví dụ như mì màu vàng á thì sẽ là nghệ. Vâng. Màu nâu thì gạo lứt. Khách của chị ở đây thì người ta thích ăn cái mì màu trắng này. Màu trắng ha. Con mì gà sườn. Ví dụ như là khách mà gọi hết một tô mà thập cẩm tất cả những cái món mình có đây là giá nhiêu chị? Giá khoảng tầm 80 với em. 80 dạ. Như tô này là giá khoảng tầm 65 ngàn này. 65 ngàn, dạ. Đây là tô mì gà sườn. Đấy. Đó. Rồi, bưng cái này đi cho chị. Qua cái bàn số 4. Xong rồi bỏ hành với lại đậu vào. Làm tô tôm thịt. Tôm thịt. Đây là thịt heo với lại thịt ba rọi. Vâng. Tô này là nhiêu chị? Tô này 65 em. 65, dạ. Ở đây em thấy một cái điều là cái mì quặng người ta cho ít nước chị nhỉ? Không có cho nhiều như bún bún phở ha. Sắp sắp vậy thôi. Tại sao lại cho ít nước vậy chị? Ở quê ăn mì quảng ít nước à, ở đây mọi người thì không có quen ăn ít nước. Vâng. Mọi người xin thêm một chén nước lèo. À, vâng, xin thêm tiết kiệm thêm không? Ở đây xin thêm gì cũng free hết á. À vậy à, đấy, em đừng xin thêm thịt thôi. Rồi chị làm cái tô lòng gà trứng non. Dạ. Gà trứng non thì có nói nó có một bộ giống như là vừa huyết nè, tim, trường, mề. Nó coi là bộ đồ lòng á hả? Bộ đồ lòng á. Dạ. Cái này cũng đồng giá luôn hả chị? Đồng giá hết em, chỉ có cái tô đặc biệt thì nó nhiều hơn hả? Nó nhiều hơn thì giá nó 80, còn lại tô cứ 65 ngàn. Trong tô thập cẩm thì nó sẽ có gà, sườn. Cầm thì cứ thương ít các bạn ạ. Trứng, gà, tôm. À, ở đây em thấy chị dùng một loại tô rồi nhỉ? Thế sao, trong người sao mà biết được cái nào tô thập cẩm, cái nào tô thường chị? Thì mình order cho khách thì mình biết thôi. Chứ chị chỉ dùng một loại tô thôi. Vâng. Đó là tô thập cẩm.
Là tô thập cẩm là không có lòng gà trứng non hả chị? Không. Ồ kỳ vậy. Gà, xương, chả, trứng, tôm. Vâng, ví dụ như bây giờ em muốn ăn một cái tô mà nó có đầy đủ hết thì làm sao mình bán ra sao chị? Sao cũng được, có nghĩa là em cứ gọi 3 món trở lên. Ví dụ như là bây giờ em không thích ăn chả thì em gọi lòng gà trứng non vào. Vâng. Cùng với sườn, với gà, trứng vẫn được, vẫn là gọi là tính tô đặc biệt. Vâng. Còn nếu như mà 2 món kết hợp thì sẽ là tô thường. Vâng. 3 món kết hợp trở lên sẽ là tô đặc biệt. Vâng. Ừ. Bây giờ em ăn một tô siêu đặc biệt, em muốn ăn một cái tô mà có hết cả 6 món luôn được không? Được, ok. Vâng. Hôm nay mình chơi hơi hôm nay mình chơi hơi bá đạo chút xíu các bạn, là mình chơi tức là hầu hết các bạn tới đây sẽ không được ăn một lúc như vậy đâu, nhưng mà hôm nay mình chơi hết luôn. Nó có bị lạc vị với nhau không chị? Không. Không ha. Nó sẽ không lạc vị. Đấy các bạn, là hôm nay mình chơi một tô gọi là thập cẩm luôn, thập cẩm đúng nhiều là thập cẩm luôn. Nếu mà tô mà đầy đủ cái này là đủ 6 món này là bao nhiêu chị? Này thì em dạ, giá 100 ngàn. 100 ngàn nhưng mà đầy đủ hết. Vâng, rồi thiệt. Đấy các bạn đang quan sát một cái tô 100 ngàn của bán nha. Siêu siêu đặc biệt. Siêu đặc biệt đó các bạn. Đó. Đấy. Một ít cá lóc vào nữa. Vâng, đấy các bạn ạ. Nó phải đầy đủ. Đây. Đấy. À đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Đấy, một cá tô lóc, tôm, chả, gà, sườn, lòng, trứng. Một tô như vậy là có giá là 100k nha các bạn. Như vậy thì hôm hấp dẫn quá. Hấp dẫn có hấp dẫn. Hôm nào các bạn mua thử ăn giống mình một lần đi. Còn các bạn ở trong quán là menu của quán là siêu đặc biệt thì chỉ có 3 món thôi. Nhưng mà siêu đặc biệt là phải 6 món hôm nay. Mà không cái món này không có trong menu nha các bạn. Bên này là cái khu vực được nước mắm. Ôi, cái thau nước, cái thau nước mắm các bạn này. Nhìn ngon mắt quá. Sánh nhẹ chị nhỉ. Nước mắm mà của mình có gì đặc biệt chị? À, nước mắm này là tỏi ớt mình phải đâm ra, xong vâng, mình bỏ một xíu đường vào. Thì ở miền Trung thì hầu như bữa cơm nào cũng phải có một cái chén mắm như vậy. Vâng. Tỏi ớt đâm ra chứ không có xay. Ờ đấy các bạn, tức là nước mắm ở đây thì là tỏi ớt càng ngon. Và người ta giả ra chị ha. Giả ra. Tức là nước mắm mà như các bạn, nếu mà bạn nào mà hay nấu ăn sẽ biết, tức là nước mắm cái đồ mà giả ra nó sẽ ngon hơn là mình băm ra và mình xay ra. Nó có một cái gì đó nó thơm hơn. Dạ. Vậy mang cái nước mắm em thấy nó khác. Vâng. Đây. Thì khách thích cái nước mắm bên chị vậy đó. Càng nhiều tỏi ớt thì nó lại càng thơm ngon hơn. Tự nhiên em đang quay mì Quảng mà em thấy chén nước mắm thì em thèm được lòng luộc các chị ơi. Nước mắm là ngon quá. Rồi cái này mì Quảng thì mình ăn như thế nào chị? Mình ăn thì như hôm là cái tô mì Quảng đây đi thì mình ăn mình trộn rau vào, trộn xong rau rồi vào. Bánh tráng mình phải bẻ ra. Vâng. Bẻ ra mình để vào trong tô. Rồi bạn nào mà muốn ăn mặn thì bỏ một xíu nước mắm vào. Vâng. Ừ. Đó. Rồi vắt ít chanh xong rồi ớt xanh cắn. Người miền Trung thì sẽ dùng nguyên một trái ớt xanh cắn vậy đó. Wow. Thì người ta thấy nó sẽ có vị cay nó ngon hơn. Tự nhiên chị nói cắn miếng ớt là thì chứ mình bị ướt nước miếng các bạn. Thường ớt là không phải là chua nhỉ, nó cay nhưng mà nó cũng khiến cho mình bị ướt nước miếng. Đó, phải là cắn vậy, vừa ăn vừa cắn vậy đó. Ôi, chắc là mình thử cái thôi. Nó thấy chín đồng trời không? Nhưng mà các bạn biết tại sao mình hỏi chị cách ăn không? Thường thường là những cái người mà gốc á, hôm nay thì mình gặp được chị là gốc cho nên là mình muốn hỏi cách ăn của người gốc tại gốc miền Trung, gốc tại cái xứ sở cái món mì Quảng cho nó như thế nào. Chắc là mình sẽ ăn theo cách của chị. Thì em thèm á. Tô này là nhiêu vậy chị? Tô này là tô thập cẩm nè. Vâng. 80 ngàn. Dạ. Tô thập cẩm. Đấy, 80 ngàn là nó sẽ gồm một cái đĩa rau như thế này nè các bạn. Hai đĩa, hai phần. Cái món mì Quảng là một trong những cái món mà các bạn thấy nó rất ít nước. Nó không có kiểu là vung lên đầy áp lên như những cái món phở hay là hủ tiếu bình thường nha các bạn. Sẽ sắp sắp như vậy. Nó chỉ sắp như vậy thôi. Ôi, đông khách. Quán này là đông khách các bạn ạ. Quán này vào buổi trưa mình thấy khách cực kỳ đông luôn. Đây là cái menu của quán này các bạn ơi. Nói chung là cái menu người ta thiết kế cùng nhìn vào có cảm giác gì đó nó hơi xưa các bạn ạ. Đấy, giống tờ báo của ngày xưa đấy. Hôm nay ăn gì? Đấy. Hôm nay ăn chi? Ở đây thì mình thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 món về mì Quảng nha.
Đấy, và giá thì mình thấy là từ 65.000 và mắc nhất là 80.000 là một còn đặc biệt. Đấy, ở dưới này thì mình thấy bên này có cơm gà nữa, hình như đây chỉ có bán thêm cơm gà nữa các bạn ạ. Các bạn có thể tham khảo nha. Còn đây là mì quặng. Đấy. Nói chung là đây là menu của quán nha, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ồ, bên này đang còn nữa, bên này đang còn nữa. Bên này thì mình thấy chỉ còn bán các món ăn chơi. Đấy, các món ăn chơi thì bánh tráng, rồi lòng xào, rồi tré trộn, rồi chả cây, cả chả cá chiên, rồi các món nước giải khát rất là nhiều. Nói chung ở trong này thì ngoài bán cái mì quảng ra thì mình thấy chỉ còn bán khá là nhiều món khác nữa, các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới kêu ra hai phần, mình một phần bán cái phim một phần. Hôm nay thì mình kêu ra một phần bình thường của quán và một phần siêu đặc biệt của quán. Đây là một phần bình thường của quán này. Thì phần này thì có giá là 65.000. Mì quảng là cái món nó không khỏi là đầy vung vị vầy như những cái món khác đâu, đầy dung lên đâu, vừa vừa thôi đấy. Và cái tô bên này là tô siêu đặc biệt. Tô này là thực ra nó siêu đặc biệt thôi chứ cũng vừa vừa thôi các bạn, tức là mình lấy tất cả thập cẩm những cái món mà có trong quán luôn, những cái gọi là topping có trong quán á, mình cho mình kêu chị bán cho mình một cái tô đầy đủ hết. Thì tô này thì có giá là 100.000 nha. Đấy, thì có sườn, có huyết, có trứng, có cá lóc, có tôm, có lòng gà, bộ lòng gà, rồi có chả, có thịt heo, rồi có gà chọi, rồi ở bên dưới nữa. Ồ, nhiều lắm các bạn ạ, tô thập cẩm nhiều lắm. Nói chung là đây là một tô thập cẩm nha, ở trên thì mình thấy có rắc thêm đậu phộng, nước. Đấy, tô này thì có giá là 100.000, topping phủ kín trên mặt. Ăn kèm với nó thì ở đây thì mình có thấy là mình quán có cho bánh tráng, rau, ở đây rau rất là ngon này. Rau có rau cải, rồi bông chuối, rồi đặc biệt là có chuối cây này ha, rồi rau húng. Tôi nhìn rau cũng là rau ngon, thường thường các quán mì quảng rau rất là ngon, rau ngon và sạch rau. Và đặc biệt hơn đó là có cái này là cái gọi là ớt trái đặc biệt của quán, ớt trái của Quảng Nam. Chỉ nhiều chút nữa ăn cắn nguyên trái, ôi rồi thấy là thấy cay rồi đấy. À quên còn nữa, đây các bạn này, đây là ăn kèm với nó thì mình thấy còn có, chỉ còn cho thêm một chén nước mắm như thế này. À, nước mắm ớt, tỏi ớt giả bằng tay chứ không phải là bằm phải xay, sánh ngon lắm. Đây là nước mắm mặn các bạn ạ, nước mắm mặn giả bằng tay thơm. Rồi nhớ là cái ăn của chị. À quên, bên này thì mình có xin thêm một chén nước lèo, mình thấy nước lèo hơi ít. Mấy quán về mấy cái món mà về mì quảng á thì người ta thường người ta cho rất là ít nước lèo, cho nên là mình có xin thêm một chén nước lèo. Bánh tráng vào. Cái tô này có vẻ hơi đầy các bạn ạ. Đấy, cho bánh tráng vào. Bánh tráng bánh dài giòn quá. Bắt đầu cho rau vào. Nói chung là bây giờ là rặng để giờ ăn trưa các bạn. Thì những bạn thấy là khách vào càng ngày càng đông, đông lắm, hết bàn luôn. Rồi mời cả nhà nhé. Cái món này nó ít nước á, kiếm cái nước để húp bằng hơi mệt. Ôi, nước rất là đậm đà, nước đậm mà có cái hồng ngọt, nước đậm mà có hồng ngọt nó có cái mùi thơm của đúng kiểu thơm củ nén luôn các bạn ạ. Không biết các bạn cái này mình nói thơm củ nén thì còn mình nghĩ là sẽ có nhiều người cũng mường tượng được. Những cái bạn nào mà từng ăn qua củ nén đâu rồi thì có thể cũng mường tượng được. Nó thơm kiểu thơm thanh thanh mà hơi có vị nồng nồng nhẹ. Nước ngon quá trời đầy luôn các bạn ơi. Ở đây thì mì quảng thì mình thấy chỉ dùng sợi mì màu trắng các bạn, không phải là mì quảng màu vàng như các bạn vẫn thường thấy nha. Ở đây thì chị lúc này trong lúc mà nói chuyện chị mình hỏi thì chị nói là mì quảng thì màu vàng người ta cho thêm một nghệ thôi, có bình hơi bình nhiều các bạn ạ. Đây là cái phần chả. Ôi
chả có vị dai và ngọt nhẹ các bạn. Ăn nó hơi giống chả Huế, nhưng mà ở trong này mình cảm nhận cái vị có vị béo béo nhẹ nữa. Tắm thử cái nước mắm ăn này cái à. Trong cái nước mắm mặn á thì nó biến thành cái khẩu vị của người miền Trung đúng nhiều đó các bạn ạ. Nói chung là cái tô siêu thập cẩm này có vẻ là hơi nhiều đó các bạn ạ. Đây là quả ớt mà chỉ chuẩn bị rồi. Ăn mì quảng đúng là phải cắn quả ớt. Thôi. Ớt này mới cắt thì nó còn ngọt, xong nó còn nó cay. Mà cái vị cay của nó là cay dịu chịu lắm. Không quá cay đâu các bạn ạ. Nó cay kiểu cay dịu dịu. Không cay mà gọi là cay gắt, cay hóng lên mà cay dịu lắm. Anh mì Quảng thích nhất là cái rau. Ở đây có chanh nha các bạn, muốn bắt chanh thì bắt nha. Nhưng mình thấy không bắt chanh nó cũng ngon à. Nhưng mà công nhận mì Quảng ít nước thôi các bạn ạ. Người ta dùng cái rau các bạn. Có hai loại rau mà nó có tinh dầu mạnh, đó là rau húng này nè, rau húng và rau quế. Nó có ăn vô nó có gọi là nó cay lên cái nồng á, cay nồng á. Ôi đúng là cái rau của mì Quảng, húng quế nó cay nồng à. Rồi cái cải, cái rau cải non các bạn, cái này người ta chỉ dùng bằng cải cay á, ăn nó còn có vị cay nồng nhẹ lên. Ôi hôm nay mình đúng thực sự là mình mới ăn đúng cái nghĩa của bún gọi là bún mì Quảng các bạn ạ. Cái nước nó hơi đậm đà, có hậu ngọt, và đặc biệt là trong lúc mình ăn á, tất cả mọi thứ nó đều có cảm giác gọi là cay nồng ấm. Từ cái rau nó cũng nồng, cái nước nó cũng hơi nồng, và đặc biệt là cái ăn cái ớt này nữa, nó cũng nồng, hơi cay nhẹ nồng ấm. Mình quan là cái nước người ta cho sắp sắp như thế này nè, không có nhiều nước nha. Cho mình đào rất là ngon. Ở đây nước ngon, rau ngon các bạn. Mình ăn mì Quảng cũng nhiều rồi, nhưng mà mình ít khi ăn mà có trái ớt này để mình cắn chung lắm. Nhưng hôm nay mình ăn cái thêm quả ớt này á, nó không có cay gắt mà nó cay kiểu cay dịu á, ăn rất là ngon. Trong một tô thập cẩm thì người ta sẽ cho mấy miếng sườn nữa này, hai miếng sườn. Thực ra thì các bạn ăn không có vừa ăn à, nhưng mà mình muốn chấm thêm cái nước mắm này cho nó đậm đà nữa các bạn. Ăn đúng cái mì Quảng của miền Trung á thì nó phải hơi cay và đậm đà một chút xíu nữa các bạn. Chấm cái nước mắm này vô này, nước mắm tỏi ớt giả lên. Thông thường thì mình thấy một số quán thì người ta sẽ có thêm cái tỏi các bạn, và cái tỏi chấp nhỏ, tỏi lít sơn á. Còn ở đây thì chỉ cho ăn ớt này, rất là hay. Nó hơi cay, cay nhẹ thôi, rồi ăn một ít hà đảo á. Đây có thêm được quả trứng này các bạn này. Thực ra các bạn, nếu các bạn tới đây thì các bạn gọi tô số 5.000, cho nhiều rau chút xíu, ăn là no rồi. Hôm nay thì mình gọi cái tô này gọi là cho nó đầy đủ topping để ăn, để giới thiệu đến các bạn thôi. Chứ thực ra là ăn tô 65.000 là vừa rồi, không cần phải ăn nhiều. Cái mì Quảng là nó ngon ở cái rau, còn ngon ở cái nước. Mấy cái đồ mà topping trong mì Quảng á, thịt á, các loại thịt á, mình thấy là người ta chỉ kho hoặc chỉ xào nấu chứ biết, nhưng mà nó rất là vừa ăn, nó đậm đà lắm. Thịt nó chắc, nó đậm đà. Nói chung ở đây á, thì cái ngoài cái thằng thập cẩm ra thì cũng có những cái món ở riêng lẻ á. Nếu mà các bạn thích ăn gà thì ăn, mà ăn heo thì ăn tôm, mà ăn trứng thì ăn, thì nó sẽ được nhiều hơn. Ví dụ như các bạn nhìn trong cái tô này này, cái tô này là cái tô gà với sườn, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái số lượng sườn và gà nó sẽ nhiều hơn bình thường ha. Còn nếu mà các bạn mà ăn thập cẩm thì thường miếng hai miếng vậy đấy, thì nó có vẻ ít hơn. Ăn cái gà nó dai, cái này là gà thả vườn các bạn. Ăn cái thịt gà thả vườn nó biết liền, nó khác với lại gà gọi là gà nuôi công nghiệp á. Cái thịt nó dai và cái da nó cũng dai. Cái mì Quảng là một trong những cái món mà các bạn ăn cảm hết tới nước luôn các bạn ạ. Ở trong này mình thấy người ta có cho rất là nhiều thực phẩm, ăn đúng nó bùi ngon quá. Ăn cái món mì Quảng này thích thật các bạn ạ. Ăn tới giọt nước cuối cùng luôn. Ăn hết topping trong, bắt đầu còn nước á. Bắt đầu là lấy bánh đa cho vào, xong bắt đầu cho thêm rau vào tiếp tục ăn no thôi.
Nói chung là như vậy thì mình cũng thưởng thức cái món mì Quảng này, nói chung là cũng gần xong rồi các bạn ạ. Mình thích nhất đây là phải nói đến là đầu tiên là cái nước dùng á. Cái nước dùng đấy rất là ngon. Cái nước dùng đấy nó đậm đà và đặc biệt là có cái hậu ngọt, ngọt dịu á. Và nó dậy cái mùi thơm của nén và có cái mùi hơi cay nồng nhẹ. Tức là cái không biết là chỉ có cho cái trong lúc trong nước lèo chỉ có cho ớt hay cho gì không, hay là cho tiêu hay cho gì không, mà hay là cái vị cay nồng cũng đến từ củ nén thì không biết nữa. Nhưng mà khi ăn cảm giác nó rất là thơm, mà nó có vị hơi cay nồng nồng, nó ấm nhẹ rất là dễ chịu. Và cái thứ hai đây là cái rau nè các bạn này. Lúc công nhận là vô mấy cái quán về quả ăn rau rất là ngon, rau rất là tươi xanh. Ở đây trong này mình thấy có ba loại rau mà nó dậy lên cái mùi gọi là mùi củ cay nồng luôn. Ở trong này thì nó cũng đồng, nhưng mà trong cái rau thì có rau cải này này. Cái này là cải cay nha, cải cay mà cải non á. Và cái thứ hai là về cái rau húng. Rau húng cũng cay nồng lên rất là dễ chịu, cái mùi tinh dầu rau húng rất là dễ chịu. Tức là cái nước nó cũng cay nồng ấm ấm, và cái tinh dầu mấy cái rau này có một hơi cay nhẹ nồng. Cay của tinh dầu rất là dễ chịu. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn này. Ở đây mình ăn cái này các bạn này. Trước giờ mình ăn mì Quảng mà mình không dám ăn ớt, mình thấy cái quả ớt mình sợ quá, mình không dám ăn. Hôm nay thì mình vô mình gặp chị xong tự nhiên là chị cứ nói là cứ ăn ớt đi, không có ăn thử đi, mình cũng hơi sợ, nhưng mà thực sự ăn cái này vào này ăn hết hơn được quả này. Cái ớt này rất là đặc biệt nha các bạn. Ớt này nó cay nhẹ lắm, nó cay mà nó kiểu cay dịu á, không cái gắt lên á. Tức là mình ăn ớt mà nó cay dịu rất là dễ chịu. Tổng hòa mọi thứ là mình ăn là mình cảm giác nó rất là ấm, cay nồng và ấm ấm, không thơm dịu, rất là dễ chịu, rất là thích. Đấy. Về cái phần topping thì được ướp rất là đậm đà, rất là ngon, chắc có bình chất lượng. Nói chung topping ở đây chất lượng. Gà thì mình thấy gà rất là dai, gà thả vườn, và sườn thì sườn cũng rất là ngon, tôm ngon. Nói chung là ở đây thì người ta ướp, người ta xào, người ta ướp hết rồi. Nói chung là về cái topping thì mình thấy cũng khá là ngon. Về cái phần giá thì ở đây thì tô rẻ nhất ở đây là 65k ở đây. Các bạn có thể nhìn lại cái tô 65k này. Tô 65k thì cái này là kèm theo rau nha các bạn. Quay phim hồi bị bắt đầu khô, cái này để cho anh quay phim ăn sau, nhưng mà bắt đầu hơi khô chút xíu rồi, nhưng mà chắc không sao. Đấy, cái tô này là 65k kèm thêm rau nha. Còn cái tô của mình là 100k, cái tô này không có trong menu thì mình ăn cho đầy đủ. Nhưng mà theo cái cảm nhận của mình thì mình thấy nếu mà trong khu vực quận 2 này á là rất là đắt đỏ, mặt bằng và chi phí rất là đắt đỏ, mà tô 65k như thế này thêm cả rau nữa thì mình thấy đây là một cái giá nó khá là hợp lý. Không biết các bạn thấy mình thấy nó như thế nào. Nói chung là về phần giá thì các bạn cũng có thể cho nhận xét thêm nhé. Rồi nha, các bạn xem video này mà thấy thích món ăn này thì lần nào đó đi ngang qua đây thì các bạn có thể ghé vào ăn thử một tô xem như thế nào nha. Nhớ là phải ăn theo đúng cách nha, ăn rau các thứ và đặc biệt là ăn thêm với ớt nha. Và đặc biệt là có thể các bạn có thể xin thêm chén nước lèo giống mình nha. Ở đây thì cứ hết nước lèo của bún hơi ít cho nên cứ phải xin thêm, ở đây người ta cho thêm cái nước mắm già nè các bạn này. Nếu bạn nào miền Tây thì miền Nam miền Tây thì có thể không ăn cái này, nhưng mà bạn nào miền Trung miền Bắc thì có thể ăn thêm cái nước mắm này nè. Thơm, nước mắm mặn thôi nhưng mà rất là thơm và đậm đà. Rồi nha, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Video gì nha. Còn bây giờ thì mình tiếp tục ăn cho hết đây. Cái món này hay thật, cứ hết là cứ cho rau vào ăn tiếp, còn nước là còn ăn.